Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình vừa về, đó là một cây đèn pin T6 mình vừa mới về nhá. Thì cây đèn pin này bây giờ mình sẽ review và bóc hộp cái sản phẩm này cho bạn xem luôn. Thì cây đèn pin này có ký hiệu của nó là ST02, nó sử dụng hai led là T6, và đây cái vỏ hộp bên ngoài của nó là bìa cắt tông. Và bây giờ mình sẽ cùng mở xem bên trong của nó, xem chi tiết của nó sẽ là như thế nào nhé. Đèn pin T6, đây đó là cái này là một cái cáp sạc nha bạn, cáp sạc USB. Còn đây là chiếc đèn pin của chúng ta, chiếc đèn pin hai đầu T6 nha các bạn. Hai đầu T6, đèn pin hai đầu T6 nha. Thì bề ngoài đó là nó bằng nhựa nhé các bạn, nhựa ABS, nhựa 30 mét, nó trên nó chống va đập cũng là rất là tốt nha. Thì nó sẽ có hai đầu như thế này đấy, nó sẽ có hai đầu như thế này. Và ở phía đầu màu vàng này là chip led, có cái nguồn sáng của nó là khoảng 3.000 đến 4.000 Kelvin nhé, cái nhiệt độ màu của nó ở đầu màu vàng này. Còn ở đầu màu xám này thì nhiệt độ con led của nó là khoảng 6.500K Kelvin. Các bạn thấy con chip led XMT6 ở phía trong nhé. Camera của mình nó hơi mờ nên nó không bắt được nét. XMT6 nó sẽ có hai đầu như thế này. Và nó tích hợp đó là cái cọng sạc trên thân đèn pin. Ở đây nó có tích hợp cọng sạc đó là USB. Các bạn mình sẽ sử dụng cái dây cáp này để cắm cho nó. Và ở đây nó có một cái công tắc cảm ứng ở trên thân, mình thấy là có một công tắc cảm ứng rất là hay trên thân. Cái này là công tắc cảm ứng nhé các bạn, chỉ cần mình cho tay vào là nó sẽ tự sáng đèn trên thân đấy. Cái này dùng cho đèn ngủ hoặc là đèn đọc báo đọc sách nhá. Cái này công tắc cảm ứng nhé các bạn, chứ không phải công tắc bật nhấn nhả, công tắc truyền thống giống như bình thường nhá, công tắc cơ nhá. Cái này là công tắc cảm ứng, nó sẽ thay đổi mức sáng này. Đấy, rất là hay luôn. Trên này nó có một cái nút báo pin ở mức 25%, 50, 75% và 100% nhé. Nó cho chúng ta biết luôn. Hoàn toàn là bằng nhựa ABS nha. Đây, nhiệt độ màu nó là khoảng 3.000 đến 4.000 Kelvin. Và bây giờ mình sẽ cùng test cái độ sáng nhé. Mình sẽ bật ở cái đầu này trước nhé. Đấy, các bạn thấy độ sáng của nó chưa ạ? Khá là sáng nhé các bạn. Nó sẽ có các mức sáng như thế này. Nó chỉ có hai mức sáng thôi, mức sáng mạnh và mức sáng yếu nhé. Đây là mức sáng mạnh nhất của nó. Các bạn thấy nơi tay mình nó trắng xóa này. Để như thế này nó cũng cảm nhận được nhiệt độ của nó nhé. Nó khá là nóng nhé các bạn. Ở đầu này là nhiệt độ màu của phía đầu này là khoảng 6.500K cho ánh sáng màu trắng nhé. Cái này quang thông nó mạnh hơn nhé. Phù hợp cho rất nhiều nhu cầu. Vì nếu như trời bình thường trời nắng thì mình có thể bật ở chế độ này. Trời mà nếu mà đi ngoài đường hoặc trời nắng thì mình sẽ bật ở cái nhiệt độ màu này. Còn mà trời mưa hoặc là đi rừng thì mình sẽ bật ở nhiệt độ màu này thì nó sẽ bám đường hơn nhé. Đây là ánh sáng màu vàng, vàng nắng nhé. Cái này thì quang thông nó yếu hơn, nhưng mà nó bù lại đó là nó có thể bám được trời mưa. Còn ở phía đầu màu trắng này thì quang thông nó sẽ mạnh hơn, cảm giác quang thông nó sẽ mạnh hơn nhá. Mình nhiệt độ màu của nó là 6.000 Kelvin, khá là cao cấp đấy. Nó sạc cộng trực tiếp trên thân USB trên thân. Trên này là công tắc cảm ứng dành cho đọc báo đọc sách. Rồi, mình vừa review xong cái đèn pin hai đầu T6. Và link sản phẩm mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video luôn nhé.
Đây các bạn thấy ánh sáng của nó nhé. Nhiệt độ màu 6500 Kelvin. Và đây khoảng nhiệt độ khoảng 3000 đến 3500 Kelvin, 3000 đến 4000 Kelvin nhé.